Sáng ngày 5 tháng 2, Ban Chỉ đạo Lễ hội Khai hạn Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 đã tổ chức buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng và hòa tấu chương Mường phục vụ lễ khai mạc Lễ hội Khai hạn Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội, đồng chí Quách Cao Sơn, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội đã cùng dự. Sau một thời gian khẩn trương luyện tập, chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc Lễ hội Khai hạn Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 vào ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Chương trình nghệ thuật có kết cấu gồm 3 phần với thời lượng 50 phút. Trong đó, lễ nghi khai mạc có thời lượng 10 phút, màn trình tấu chiêng thời lượng 10 phút và màn nghệ thuật với chủ đề âm sắc bốn mường thời lượng 30 phút. Chương trình có sự tham gia của nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lựng cùng gần 600 nghệ nhân và diễn viên quần chúng huyện Tân Lạc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội với kết cấu 3 phần gồm: phần 1, màn trình tấu chiêng mường âm sắc bốn mường; phần 2, màn nghệ thuật chào mừng hoa đất mường; và phần 3, hội nhập và phát triển. Tại buổi tổng duyệt, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình dàn dựng, công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật. Nội dung chương trình đã nêu được những giá trị nổi bật của văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, đồng thời khẳng định việc tổ chức lễ hội nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa hòa bình giai đoạn 2023-2030. Qua đó, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường nói riêng và cộng đồng các dân tộc trong tỉnh nói chung đến với du khách trong và ngoài nước, là hoạt động văn hóa du lịch tạo điểm nhấn để giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện nhà.